Khmer Đỏ là chế độ tàn ác đã giết hại hơn 1,7 triệu người Campuchia, là trang lịch sử đen tối của nhân dân Campuchia. Năm 1978, Việt Nam đã giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ, cứu người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng này. Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xuất hiện video về tội ác của Pol Pot. Thái độ của cư dân mạng nước này từ kinh hãi đến tội ác của Pol Pot cũng có sự nhận xét rất công tâm về sự giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam đối với Campuchia. Việc này đã được đánh giá cao bởi nhiều người, bởi đó là một hành động nhân đạo và giúp đỡ những người dân đang chịu đựng nạn ác từ chế độ Khmer Đỏ. Không chỉ ngừng lại ở việc nhận xét về sự giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam, cộng đồng mạng Trung Quốc còn không ngừng đặt câu hỏi về vai trò của Liên Hợp Quốc và sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây và Trung Quốc đối với Khmer Đỏ. Trong quá khứ, có sự tham gia của một số quốc gia phương Tây và Trung Quốc trong việc hỗ trợ chế độ Khmer Đỏ. Điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi và lo ngại. Chúng ta hãy cùng xem họ nói gì về vấn đề này nhé! Việc Mỹ rút quân và bỏ rơi họ dẫn đến thảm sát là lỗi của người Mỹ. Người như vậy lại có thể đứng đầu của một quốc gia. Chỉ cần phương tiện đủ tàn nhẫn, có một lượng quyền lực hoặc tài nguyên khác đáng kể, trong môi trường đó có thể. Cái địa ngục này, tại sao không có ai trong nước họ chống lại? Nếu nói như vậy, thì việc Việt Nam đến Campuchia là đúng. Quốc gia này có vẻ như là một nhà tù lớn. Nhà tù không có quyền hành tự ý hành quyết tù nhân và cũng không có hành vi tàn ác hành quyết tù nhân. Những người không tin có thể tự mình đến địa phương để tìm hiểu, việc đi Campuchia cũng rất dễ dàng. Ở Phnom Penh có một bảo tàng tưởng nhớ, nó giới thiệu về giai đoạn lịch sử đó. Tuy nhiên, Campuchia khá nguy hiểm, đi du lịch nên cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, nhân dân Campuchia chào đón người Việt Nam. Việt Nam đã cố gắng cứu giúp Campuchia nhưng lại bị cản trở. Đôi khi chúng ta thực sự không biết được sự thật. Lúc nhỏ, tôi đọc báo nói về Việt Nam xâm lược Campuchia. Việt Nam có xâm lược không? Đó có phải là sự giúp đỡ chân thành không? Hiện nay, Campuchia và Việt Nam vẫn tổ chức các hoạt động chung. Cảm ơn Việt Nam đã cứu giúp nhân dân Campuchia. Người Việt cuối cùng cũng đã làm được một việc tốt. Liên Hiệp Quốc không phải là mạnh mẽ sao? Tại sao không quản lý được nhỉ? Người Campuchia nên biết ơn Việt Nam. Vì vậy, vào thời điểm đó, nhân dân Campuchia rất ủng hộ quân đội Việt Nam. Mỹ Quốc ở đâu? Liên Hiệp Quốc ở đâu? Thái độ của chúng ta thời điểm đó là gì? Bạn có thể tìm hiểu Trung Quốc đã hỗ trợ Khmer Đỏ. Chúng ta có thể thấy việc Trung Quốc và phương hỗ trợ Khmer Đỏ là một trang lịch sử mà chính quyền Trung Quốc và Hoa Kỳ, phương Tây không muốn nhắc đến. Đối với người dân Việt Nam, những trang lịch sử đau thương và vẻ vang của dân tộc, cùng với nghĩa vụ quốc tế cao cả mà quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện ở Campuchia, giải cứu người Khmer ra khỏi họa diệt chủng là sự thật không thể chối cãi. Hành động này không chỉ là một biểu tượng của lòng đoàn kết và sự hỗ trợ nhân đạo mà còn là minh chứng cho tinh thần tự chủ và độc lập trong chính sách quốc tế của Việt Nam.